Hôm nay mình tiếp tục quay tiếp cho mọi người một số mẫu đá ở trong kho đông ấn nhé. Dạ. Đây, hôm nay rất là nhiều các mẫu đá, nhưng mà mình chỉ quay một số giải bên này để cho mọi người tham khảo thôi nha. Đấy, mọi người cứ theo em bà chọn cho mình một cái mẫu lý nha mọi người. Đây, mấy cái tấm đá này có tông màu khá đẹp nè. Cái độ dài của nó là 3 phân nha mọi người. Mấy cái đá này là đá cao cấp. Hôm nay tiếp tục mình quay ở kho đá Đông Ấn nha. Kho đá Đông Ấn, đá này là thuộc dạng cao cấp nha. Mọi người thích mẫu này thì có thể đến kho để tham khảo nha, hoặc là liên hệ trực tiếp với mình sẽ giúp đỡ cho mọi người, chỉ cho mọi người đến kho mua được những tấm đá ưng ý nha. Hôm nay sao nói bị dấp không? Cái gì mọi người cũng thông cảm. Đây, những cái màu đá này, những tấm đá hồi nãy là có màu sáng. Anh em nào không thích màu sáng thì có thể chọn những cái mẫu đá này nha. Cái mẫu đá này nhìn cũng khá đẹp và bắt mắt đó mọi người. Cái này mình quay từ xa xa nha, mình quay gần quá nó bị lem màu á mọi người. Đấy, nó bị lem màu, nhìn nó không có giống ai á. Để trong kho thì rất là nhiều, có hai bên luôn này. Để mình tiếp tục sẽ quay lên vài cái mẫu để cho mọi người tham khảo nha. Mọi người xem kênh YouTube của mình thấy hay và ý nghĩa, nhớ like ủng hộ giúp mình nha, để kênh của mình được phát triển tốt hơn mọi người. Hôm nay mình sẽ làm gì các vấn đề về xe và đá nha. Đá thì mình cũng khá rành, anh em cần tư vấn gì có thể liên lạc với mình nha. Đấy, tấm đá này chỉ cần chích lại gần là nó sẽ biến màu sắc, cho nên rất là khó nhìn luôn. Đây, màu này là màu chính thức của nó nha. Hôm nay mình quay đây nó cũng chỉ có được độ màu của nó là từ 70% thôi mọi người. Do mình quay điện thoại lúc nào nó cũng sẽ mờ hơn á. Hôm nay ở đây là kho Đông Ấn nha. Đông Ấn nằm ở quốc lộ 1A gần ngõ tư Gò Mây. Anh em nào cần các mẫu đá này thì đi với mình bên dưới nha. Lắm lúc anh em cũng không nên xin số trực tiếp, số điện thoại của mình ở trên này, thì mình up cái số điện thoại lên á thì YouTube nó quét, nhiều khi mình nhắn cho các bạn số điện thoại nhưng mà các bạn sẽ không nhìn thấy được nè. Đó cũng như Facebook vậy mọi người. Đây, mẫu đá này cũng khá xinh. Anh em nào không thích mấy mẫu trên thì có thể chọn mẫu này nha. Mẫu này mình thấy nó khá xinh đó. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái mẫu mới. Trong thời gian làm nhà thì mọi người cũng nên tham khảo mua các dòng đá trước, thì thích mẫu nào thì mình sẽ chọn, rồi sau đó mình sẽ cho thợ làm nha. Anh em có thể trực tiếp đi đến kho để mua đá về mướn thợ người ta làm gia công và ốp lát cho mình, thì mình trả tiền công cho người ta. Còn nếu anh em nào muốn các đội thợ làm á thì có thể liên lạc với mình. Ở bên mình cũng quen một số thợ, nhóm thợ, mình sẽ cho mọi người số điện thoại của những nhóm thợ này, thì mọi người sẽ làm việc trực tiếp với các anh em đó, thì người ta sẽ ốp lát cho mọi người nha. Còn anh em nào muốn kết bạn với mình thì có thể kết bạn Zalo với mình nha. Số Zalo của mình là 0978727280 nha. Mình sẽ không viết ra ngoài tiêu đề, mình chỉ đọc sơ vậy thôi. Vì YouTube dạo này người ta rất là gắt, nếu mà mình làm bị vi phạm á, rất nguy hiểm và ảnh hưởng kênh nha. Cái mẫu này khá đẹp rồi mà quay không được tức quá mọi người. Để đi xa chút ra. Cái mẫu này cũng mắc tiền không có rẻ nha. Để mình xem nha.
không được nha. Đúng là quay không được luôn á, nó cái màu nó mà thôi quay không được thì khó quá, mình bỏ qua đấy. Nó vậy đây, nó có những hạt từ ống ánh rất là đẹp luôn á. Bây giờ mình sẽ sang cái mẫu khác đi, riêng quay thấm đá đó hoài sẽ làm mất thời gian của mọi người. Cái clip hôm nay mình quay á, là đá dày 3 phân nha, đá dày 3 phân, 2 phân cũng có, 2 phân thì giá thành nó nhẹ rẻ hơn nha. Rồi thấm đá này khá xinh. Nay ngoài trời nó chuyển mưa cho nên phải bật đèn lên mới quay được, thì không thôi đá nó tối om mà. Đây cái mẫu này cũng khá xinh nè mọi người. Nhưng mà nó bị hơi bị tối. Những dòng đá hôm nay mình quay đa số là granite nha, đá tự nhiên nha mọi người, không có đá nhân tạo ở đây nha. Rồi anh em nào thích đá vân sọc mây mưa như suối thì có thể chọn tấm này nha. Đây cái này nó giống như một cái sa mạc á, cái phía dưới đèn đèn đó là do cái bóng của cái giá bên này nó hiện qua. Đây mọi người thấy tấm đá nó giống như một cái sa mạc nha, đấy rất là đẹp. Cái dòng đá này anh em mua về có thể làm bất cứ một cái gì mà mình thích, ví dụ như mặt tiền, cầu thang, thang máy vân vân, kệ bếp hoặc là làm những cái trang trí trong nhà, làm bếp cũng được, ok, không phải cũng được rồi, quá được. Đây cũng lại cái này có tấm đá cái mẫu hồi nãy mình quay không được này, không biết bây giờ mình có quay được hay không. Mình bỏ cột nè. Đấy mọi người thấy nó đẹp lắm á. Nó có những cái đốm óng ánh rất là khá đẹp luôn. Màu xanh óng ánh giống như sạc cừ mà gọi là cừ á. Sau cái mẫu đó thì qua cái mẫu này cũng khá xinh. Còn anh em mà không thích màu mè quá thì có thể chọn cái mẫu này. Đấy, mẫu này thì nó ít màu mè hơn, nó cũng có vân sọc dài nha. Đấy, có những cái hạt tím tím rất là đẹp. Để bữa nào mình sẽ quay tên từng tấm đá lên cho mọi người xem nha. Bây giờ thôi thời gian cũng có hạn, mình sẽ kết thúc lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại.